Tiết học tiếng Anh của khối lớp 10 trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cô Thoa đã thiết kế một bài giảng với cần rất nhiều tư liệu trên mạng xã hội và cho các em học sinh được tra cứu sử dụng ứng dụng dịch thuật trên điện thoại để giải bài tập mà cô đưa ra. Cách học này được học sinh rất hào hứng vì hiện đại và tăng hứng thú cho việc học. Nhiều giáo viên cũng đồng tình vì giúp học sinh mở rộng tư duy, tra cứu dễ dàng hơn. Trước đây là trường đã cho sử dụng điện thoại rồi và chỉ là chưa có đồng ý để cho học sinh sử dụng trong lớp thôi, chứ vẫn cho học sinh sử dụng điện thoại vào giờ ra chơi rồi này nọ. Và thầy cô em thấy cũng có cho phép tụi em được tra thông tin ở trên mạng. Và em thấy là mấy bạn làm việc riêng khá là nhiều, giống như là lướt Facebook, lướt các trang mạng xã hội hay là nhắn tin với bạn rồi này nọ. Nhưng mà có nhiều bạn còn quay phim trong giờ học, quay vlog rồi các kiểu, nhưng mà cho nên là nó cũng khá là có nhiều mặt bất lợi. Dạ, em cảm thấy một phần là hay cảm thấy như vậy rất là thú vị. Nhưng mà song với đó thì em cảm thấy việc sử dụng điện thoại thì nó sẽ một phần là mấy bạn sẽ lạm dụng điện thoại, sẽ ít quan tâm tới những lời giáo viên dạy hơn và chăm chú là việc riêng với điện thoại. Theo em là một học sinh thì em nghĩ sử dụng điện thoại trong giờ học cũng phải có một thời gian nhất định nào đó và cần phải sử dụng một cách hợp lý như học bài hay là tra cứu từ điển hay là gì đó. Việc sử dụng điện thoại trong giờ học tiếng Anh thì cô đã ứng dụng cách đây cũng lâu rồi. Tại vì thứ nhất là mình hướng dẫn cho học sinh gọi là cái kỹ năng sử dụng từ điển. Có nghĩa là khi em sử dụng từ điển thì em sẽ sử dụng khi nào và cách sử dụng ra làm sao. Rồi là một cái thứ hai nữa là khi em sử dụng từ điển thì em sẽ biết được nhiều thêm nhiều cái thông tin hơn, ví dụ như là từ đồng nghĩa hay là phát âm hay là từ loại hay từ trái nghĩa hoặc là những cấu trúc mà nó cho ví dụ trong đó, nó sẽ hỗ trợ cho các em rất nhiều. Hiện nay học sinh từ cấp trung học phổ thông, thậm chí từ cấp trung học cơ sở đã rất phổ biến. Nếu biết cách tận dụng, chọn lọc sẽ là một cuốn bách khoa toàn thư phục vụ hiệu quả cho việc học. Điều này phù hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, vốn đang được khuyến khích trong giáo dục. Cần phải xem lại là điện thoại là một cái công cụ và phương tiện để giúp các em có thể chiếm lĩnh tri thức thay vì các hoạt động đa dạng hiện nay trong nhà trường. Cái quan ngại hiện nay lo lắng nhất của phía nhà trường và phụ huynh là việc lạm dụng. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải nhìn nhận là xây dựng cái quy chế học tập, cái nội quy nhà trường sử dụng điện thoại trong tình huống nào và tăng cường cái công tác kiểm soát để giúp các em học sinh sử dụng một cách có hiệu quả cũng như là các em học khai thác đúng theo cái mục đích của bộ đề ra. Mặc dù nhận được nhiều sự đồng tình, tuy nhiên việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong lớp cũng đặt ra nhiều băn khoăn, lo lắng nhất là đối với phụ huynh, bởi việc học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học rất có thể khiến các em sa đà vào các ứng dụng giải trí, sao nhãng việc học. Nếu không được quản lý tốt, rất có thể gây tác dụng ngược. Điều này đòi hỏi giáo viên phải quản lý chặt chẽ hơn. Cái phương tiện kỹ thuật đó nó áp dụng ở trong các trường học ấy, thì nó sẽ được quản lý như thế nào? Đấy là cái mà các bậc cha mẹ học sinh ấy, là quan tâm thôi. Tránh cái hiện tượng là sử dụng cái điện thoại nó sai mục đích, thiếu tập trung. Và cái này ấy, thì cần có một cái quản lý tương đối chặt chẽ từ nhà trường hay là các thầy cô trong cái giờ giảng. Nếu mà quy định mà để cho mà học sinh xài điện thoại là theo như quan điểm riêng của cô không đồng ý, bị lơ là, nó không có tập trung trong việc học được. Trong cái thời điểm này mà Bộ Giáo dục ra cái thông tư để hướng dẫn và cho phép các em sử dụng điện thoại di động trong giờ học là tôi thấy hoàn toàn hợp lý. Để trong thời buổi công nghệ 4.0 thì các em cần phải tham khảo nhiều thông tin để giúp ích cho các em trong quá trình học tập của các em. Tuy nhiên cái đó là cái thuận lợi, thì bên cạnh đó thì cũng còn rất nhiều khó khăn cho trong cái môi trường giáo dục và dạy học của chúng tôi. Là khó khăn thứ nhất là trong giờ học mà một lớp học thì tương đối là khá đông, có những lớp 45 và có những lớp học trên 45. Thì như vậy để giáo viên mà quan sát hết, quản lý các em để truy cập những cái thông tin liên quan tới cái việc học của các em là rất khó. Là khi mà bộ cho phép các em được sử dụng điện thoại thông minh thì như vậy là kéo theo là các em sẽ đua nhau mua điện thoại thông minh, thì như vậy là sẽ mang tới những cái gánh nặng về cho phụ huynh. Mặc dù các em sử dụng điện thoại nó chưa hẳn là sử dụng trong cái mục đích học tập không.
Thực tế, việc có thêm phương pháp hiện đại cho việc dạy học là rất tốt cho cả người dạy và người học. Bên cạnh đó, không phải giờ học nào học sinh cũng được phép sử dụng điện thoại, mà còn tùy yêu cầu, có sự cho phép của giáo viên. Một khi đã được đưa vào quy định thì chắc chắn nhà trường, giáo viên sẽ phải tăng cường quản lý giám sát để đảm bảo học sinh đang sử dụng điện thoại đúng mục đích. Vì vậy, việc sử dụng điện thoại trong giờ học, nhà trường cần hướng dẫn, đưa ra phương pháp ứng dụng và quản lý tốt phương tiện học tập phù hợp với xu hướng này để đưa việc học trở nên sáng tạo, mới lạ, thu hút hơn các em học sinh trong thời điểm công nghệ bùng nổ như hiện nay.